Kính thưa hội nghị, thì trong cái phần trình bày phần này thì do yếu tố thời gian hơi bị ép, thì mình sẽ cố gắng chạy, anh chị thông cảm. Điều quan trọng thứ hai nữa, cái cấp cứu bụng ở trẻ em đây là một cái bệnh lý rất là hay gặp trên lâm sàng, lại khó và đa dạng, đặc biệt là ở trẻ dưới 2 tuổi. Ở trẻ dưới 2 tuổi bởi vì nó không cung cấp cho mình cái dữ kiện lâm sàng, nó chỉ đến cho mình cảnh một cái đau, nó nằm ở cái khu chơi. Nhưng mà đây là những bệnh lý rất thường cấp cứu mà thường gặp, nhưng lại đòi hỏi phải chẩn đoán nhanh và chính xác. Bởi vì chẩn đoán chậm trễ, đứa trẻ sẽ là có thể là để lại những di chứng, thậm chí có thể tử vong. Và chẩn đoán hình ảnh đóng một vai trò rất quan trọng trong chẩn đoán những bệnh lý cấp cứu. Và siêu âm vẫn là một cái phương tiện được chỉ định đầu tiên. Và trong một trường hợp nào đó, siêu âm có thể đủ để đưa bệnh nhân vào phòng mổ. Và trong khuôn khổ của bài trình bày này, tôi sẽ trình bày theo kiểu mình tiếp cận của một cái hình ảnh siêu âm trong nhi khoa mà cấp cứu đủ để bệnh nhân, đủ để chất lượng bệnh nhân đến phòng mổ. Thì một chút xíu là khi đơn vị khảo sát siêu âm cấp cứu ở vùng bụng ở trẻ em, thì vấn đề là luôn luôn phải sử dụng hai đầu dò, nhưng đặc biệt không nhắc gì là ở trẻ em, đặc biệt là sơ sinh, phải luôn sử dụng đầu dò lai nhi. Bởi vì đây là một cái nó tích độ nhạy và đặc hiệu rất là cao, nên sử dụng đầu dò lai nhi. Và nếu được, anh chị nên kết hợp với khảo sát đất lơ để đánh giá sự tưới máu của nó. Thì cái quan trọng nhất là khi chị tiếp cận một đứa trẻ được gợi đến với mình cái bệnh cảnh lâm sàng, gợi ý cho anh chị thấy là một bụng ngoại khoa thông thường chỉ có thứ nhất là đau bụng, hoặc là đứa trẻ hội chứng nôn ói, hoặc là đứa trẻ tiêu máu. Và nếu đứa trẻ nó có kèm các dấu hiệu sốc thì anh chị phải cảnh giác với bụng ngoại khoa. Và những hình ảnh siêu âm nào anh chị nghĩ đó là bụng ngoại khoa? Thứ nhất là dấu hiệu hơi tĩnh mạch cửa, thứ hai là hơi tự do, và thứ ba là dịch ổ bụng, cũng như dấu hiệu nghẹt ruột, liệt ruột và dấu hiệu dày mạch ói. Khi anh chị tiếp cận, anh chị khảo sát thì sẽ thấy gì? Cái dấu hiệu đầu tiên mà anh chị thấy hơi tĩnh mạch cửa, đấy là những cái khi chị đặt đầu vào trong vùng gan, anh chị thấy thì nó cũng phản hồi những cái điểm phản âm, hồi âm cái khối dày phân bố cái hình cây dương sĩ và phân bố. Và nếu nhớ những đầu dò lai nhi thì anh chị có thể thấy được hơi nó chuyển động bên trong của những cái tình chuyển động trong tĩnh mạch. Và khi có hơi mạch cửa thì nó chỉ nói lên một tình trạng hoại tử ruột, có thể trong bệnh cảnh của một cái viêm ruột hoại tử, có thể sống ruột hoặc là nhồi máu trong động mạch siêu thận lên. Và cũng như hơi tĩnh mạch cửa không có nghĩa là hoại tử ruột, cũng có thể nó xảy ra sau khi giải phóng tiêu máu hoặc là sau khi đặt cái catheter tĩnh mạch xuống. Anh chị cẩn thận. Và cuối cùng là chúng ta cứ miệng nói cái gì? Hình ảnh của một cái, anh chị thấy đây là hình ảnh của một cái hơi trong cái mạch cửa phân bố cho hình ảnh cây dương sĩ. Tuy nhiên thì phân biệt với những phản ứng cửa. Phản ứng cửa là một tình trạng rất là không dấu hiệu, không đặc hiệu, mà tĩnh mạch cửa nó dày, nó sáng lên. Và anh chị thấy là hơi xuất cửa này nó được đường phản ứng tình trạng rất là biến trùng đường tiêu hóa rồi, dấu hiệu không đặc hiệu. Nhưng phải phân biệt với mạch mắt, với thịt hơi mạch cửa, cũng như là hơi trong đường mạch. Hơi trong đường mạch thì đây là một cái đó là đường nó xảy ra ở những đứa trẻ có những cái phẫu thuật mới một ruột, hoặc là những đứa thành lập có một cái đường dò một ruột. Thì hơi trong đường mạch thường thì nó tập trung ở vùng rốn gan. Thì cái bệnh đầu tiên khi anh chị thấy hơi trong đường cửa thì nghĩ tới viêm ruột hoại tử. Khi thường đây là một bệnh lý mà hay gặp ở những đứa trẻ sinh non, 90% gặp ở trẻ sinh non. Và bên cạnh đó, ngoài những cái dấu hiệu nếu chị được chẩn đoán sớm thì rất có lợi cho đứa trẻ. Như vậy thì vấn đề là cái gì? Ngoài cái hơi tĩnh mạch cửa thì chị tìm dấu hiệu dày thành ruột, hơi trong thành ruột, mà có một chút xíu bám ruột. Dấu hiệu hơi trong thành ruột, dày thành ruột thì có thể là những cái vòng echo dày, hoặc là anh chị thấy hơi cũng muốn hơi sáng nằm ở trong thành ruột, nó khác với hơi trong lòng ruột. Khi anh chị di chuyển đứa trẻ, lật đứa trẻ ở bên thì cái hơi nó sẽ di động, di chuyển đi. Còn hơi trong thành ruột thì nó vẫn còn. Và anh chị thấy đây là hình ảnh của hơi trong thành ruột, hơi trong thành ruột. Dấu hiệu cái đường vòng echo dày quanh của thành ruột là dấu hiệu gợi ý hơi trong thành ruột.
và khi hít thở một đứa trẻ sinh non có hơi trên mạch cửa, có hơi trong thành ruột, có dịch ổ bụng mà có điếu, có sự tăng tiết máu nữa, thì đây tôi cho các anh chị chẩn đoán là một tình trạng viêm ruột hoại tử với một cái độ nhạy đặc hiệu cũng rất cao, 100% là đặc hiệu, độ nhạy 100% và độ đặc hiệu 90% trong chẩn đoán viêm ruột hoại tử. Bình cảnh lâm sàng thứ hai, khi mà đứa trẻ nó có hơi trong cái mạch cửa thì nó có thể gây tình trạng đó là một tình trạng xuất cái xoắn cái hơi trong cái mạch cửa này nó mà đây là một cái mạch cái gây xoắn ruột, đây là một cái cấp cứu tối khẩn cấp và việc chẩn đoán sớm thì rất quan trọng và thường rất dễ đến cho anh chị trong tình trạng của một cái tối tiêu máu và sốc. Nếu mà nếu ở một đứa trẻ sốc trước bộ tiêu máu thì hãy nghĩ đến xoắn ruột, thì nguyên nhân hàng đầu cũng là do ruột suy bất toàn. Bên cạnh đó còn có thể có những nguyên nhân khác, có thể do cái dây dính một cấp bị nội vân vân. Thì cái ruột suy bất toàn đây là một cái bất thường của thai trong quá trình gọi là xoay và cố định ruột thôi. Nhưng cái quan trọng nhất đó là 90% cái ruột suy bất toàn đó nó có biết 40, xin lỗi chị là 40 đến 50%, 40 đến 80% có biến chứng ruột biến chứng, mà 90% ruột suy bất toàn có biến chứng xoắn ruột xảy ra trong năm đầu tiên với một cái bệnh cảnh lâm sàng của đứa trẻ đến hoặc là sau sinh nó nôn ói sinh liêu hoặc là sau đó còn đứa trẻ đau bụng hoặc là đứa trẻ tiêu máu hãy nghĩ đến đi tìm. Như vậy siêu âm mình chẩn đoán được, siêu âm chẩn đoán được cái ruột suy bất toàn có biến chứng xoắn ruột dựa trên thứ nhất là dấu hiệu của một cái dạ dày và giãn cá tràng, đây là những bóng đôi gợi ý một cái tắc cá tràng. Thứ hai dấu hiệu xong, thứ hai gợi ý nữa đó là dấu hiệu của một cái xoắn ruột, và dấu hiệu xoắn ruột đó là dấu hiệu tuyệt nguyên và dấu hiệu gợi ý ruột suy bất toàn là dấu hiệu đảo vị trí tĩnh mạch bằng chân trên. Thì dấu hiệu đảo vị trí tĩnh mạch bằng chân trên thì bình thường tĩnh mạch bằng chân trên là bên phải của động mạch bằng chân thành trên. Khi mà nó có dấu hiệu đảo thì tĩnh mạch bằng chân thành trên nằm bên trái. Như vậy thì anh chị lưu ý hai điểm là cái tĩnh mạch bằng chân thành trên là nó hình oval, nó mỏng và cái tổng mạch thì nó dày, nó tròn đặc. Đây là bình thường. Khi cái hiệu đảo thì giống hiệu đảo cái mạch mà cái tầng trên rất gợi ý một cái ruột suy bất toàn. Và khi anh chị thấy cái dấu hiệu đảo vị trí tầng mạch mà cái tầng trên là đủ để anh chị gợi ý rồi, thì cái động tác thứ hai là chúng di chuyển đầu dò trên hướng trước sau để mình tìm dấu hiệu huyệt môn, dấu hiệu dòng xoáy. Và với một cái độ nhạy và đặc hiệu trong chẩn đoán xoắn ruột cho ruột suy bất toàn từ 86-92%, chị để ý. Nhớ siêu âm anh chị được biết được số dòng xoáy hai dòng theo chiều kim đồng hồ, và nhắc lại lần nữa là luôn luôn di chuyển trên đường trên dưới trước sau. Anh chị tĩnh mạch bằng chân đầu phía trước xoay và đặt cổ, đây là dấu hiệu của việc không sai gợi ý đủ để anh chị đưa đứa trẻ này tới phòng mổ với một cái chẩn đoán là ruột suy bất toàn có xoắn ruột. Tuy nhiên nếu như mà trong những trường hợp không phải là siêu âm, có đôi khi cũng có sự bất tương hợp giữa lâm sàng và siêu âm, thì khi đó nếu như đứa trẻ không phải trong tình trạng khẩn cấp thì người ta có thể có chỉ định chụp LCD để đánh giá vị trí của bên trái tìm có bị xoắn vào. Còn nếu mà đã tương hợp siêu âm đủ và cũng tính lâm sàng đủ thì đưa vào phòng mổ. Tuy nhiên ở những đứa trẻ đến trẻ, nếu một tình trạng lâm sàng của một cái bụng chướng như vậy dấu hiệu một cái viêm phúc mạc qua siêu âm ta chỉ thấy ba điều quan trọng: có dịch ở bụng, có các quay ruột nó giãn, mất nó phù nề, dịch nó có hồi âm và mất túi máu. Nếu sự hiện diện có hơi trong cái mạch cửa nữa, đây là gợi ý rất gợi ý đến một tình trạng xoắn ruột. Nhắc lại ở những bệnh nhân giai đoạn cuối rất khó tìm dấu hiệu bị buồn, bởi vì đứt ruột trước căng quá, nhân hiện thị dày phù nề, ischemia của thành ruột, giảm túi máu của giảm túi máu, mất túi máu thì anh chị phải nghĩ tới, bởi vì ở trong tình trạng sốc không thể là được tiêu CD trong tình trạng đó, chỉ có mổ để có thể cứu. Và anh chị thấy và khi mổ là tình trạng sốc ruột hoại tử do một cái ruột suy bất toàn.
Dấu hiệu thứ hai trong quá trình ăn vị là đó là sự hiện diện hơi tự do trong ổ bụng. Khi đầu dò vô vùng gan, bệnh nếu mà được hơi nhiều thì đặt cho vùng gan thì không thấy và khó khảo sát gan thì coi chừng có hơi. Một cái điều đơn giản. Sự hiện diện hơi trong ổ bụng không có nghĩa là chúng ta bị khủng cặn rộng. Hiện diện hơi trong ổ bụng có thể có xảy ra sau một phẫu thuật, sau một cái phẫu thuật. Và thông thường ở những đứa trẻ sau phẫu thuật thì trong vòng 24-48 tiếng thì hơi có thể có hơi tự do. Nhưng thỉnh thoảng cũng có những tập sau một tuần vẫn có hơi tự do trong bộ. Khi ông chị thấy có hơi tự do thì tùy theo cái bệnh, tùy theo mức độ, có thể nếu nhiều, ít vừa, nếu ít thì nó cũng đôi khi nó rất cứng đá ban đầu hỏi anh chị. Nhưng khi nó nhiều thì có dấu hiệu cần ăn sai. Và cái quan trọng nhất là anh chị phải tìm sự kết hợp của hơi tự do đó, hơi tố bụng đó với những dấu hiệu khác. Ví dụ có hơi tự do kèm theo hiện tượng liệt ruột, có dịch ổ bụng thì đây là một dấu hiệu gợi ý viêm phúc mạc cho phụ nữ mang thai. Nhưng mà nếu mà hơi tự do có hơi tự do nhưng mà không có dấu hiệu liệt ruột, không có dịch ổ bụng thì coi chừng có chọn chai khí mà ở trung cấp nó xuống không được không. Hơi tự do đôi khi rất nhiều do bản dấu hiệu cần phải sai. Ít hơn một chút anh chị thấy rất là tính đáo. Rất tính đáo anh chị thấy còn một xíu hơi hãy đòi hỏi chị phải để ý một chút thì và có thể thấy được. Dấu hiệu thứ ba, khi chị khảo sát quá trình quét thì thấy dấu hiệu một cái dấu hiệu đặt cái sai, dấu hiệu dày của một cái thành ruột hoặc cái viền bia. Thì hình ảnh này có thể trong bệnh cảnh có một cái lồng ruột hoặc là một cái bệnh cảnh của một cái phiền hẹp hiện đại của môn vị. Thì các hẹp hiện đại của môn vị đây là một cái bệnh lý mà chị nên nhớ là thường xảy ra ở trẻ sơ sinh, thường có khoảng trong sau sinh. Nhưng triệu chứng nôn ói xuất hiện sau sinh khoảng 10-14 ngày có một khoảng trong. Và đứa trẻ đến với chị chỉ ói ra sữa, em nước không có ói dịch sinh riêng. Tại vì ói dịch sinh riêng thì không bao giờ có nguyên hẹp hiện đại của môn vị. Bởi vì sao? Vì có hẹp hiện đại của môn vị nó tắt trên bóng hoa te. Cho nên đứa trẻ ói là sữa thôi. Để thấy được dấu hiệu hẹp hiện đại cái môn vị này thì lưu ý cái điểm quan trọng là anh chị sử dụng đôi giò lái kia và anh chị khảo sát đấy. Thì bình thường cái môn vị nó nằm ở vị trí cạnh túi mật ở vùng cắt ngang và bình thường anh chị thấy là đây là ống cơ môn vị và đây cái môn vị cắt ngang. Và để chẩn đoán hẹp hiện đại cái môn vị thì anh chị nhớ là mình có hai cái hoặc là trên hình ảnh 2D thì thấy dấu hiệu đặt cái sai hoặc cái hình bia hoặc là hình ảnh và cách dập hình ảnh sai. Và tiêu chuẩn số đo là quan trọng để chẩn đoán một hẹp hiện đại của môn vị thì bề dày của lớp cơ phải trên 4, chiều dài của lớp ống môn vị trên 15 và nếu có sự giãn ứ dịch trong dạ dày là đủ để cho bệnh nhân có phòng mổ, không phải chụp TCD nữa. Chiều ngược lại trong một trường hợp ở khoảng lơ lửng có nghĩa là cái bề dày ở khoảng 24, chiều dài của môn vị ở khoảng 10-14, tức là lơ lửng như vậy. Nếu không có dấu hiệu ứ dịch trong dạ dày thì coi chừng đây là dấu hiệu gợi ý một cái co thắt cơ môn vị ở trên anh chị cắt ngang và dần thắt cơ là trên 6 và khi cắt dọc thì nó sẽ sai cái gì ứ dậy trong dạ dày thì cái ống môn vị đây hình ảnh cắt dọc hình ảnh sau phía sai và dần thắt cơ. Và với những dấu hiệu về dày lớp cơ, chiều dài ống môn vị, độ nhạy đặc hiệu của siêu âm trong trường hợp hẹp hiện đại môn vị từ 90-96%. Một dấu hiệu thứ ba cũng tiềm khi thì thấy một cái dấu hiệu cắt sai thì lưu ý lòng ruột, bởi vì lòng ruột cấp là một cái bệnh lý cấp cứu rất thường gặp ở trẻ vũ nhi đến cho chị cho bệnh cảnh có hội chứng nôn ói và thường thường thì nó lông ruột ở trẻ em đến cho mình cảm một cái hội chứng nôn ói tiêu máu. Khi nó tiêu máu được trẻ thì đừng có đòi hỏi đầy đủ năm chín năm sàng và giới siêu âm anh chị có thể chẩn đoán được. Tuy nhiên hãy nghĩ đến đi tìm nguyên nhân thực thể ở những đứa trẻ lông ruột ở những trẻ dưới 3 tháng hoặc trên 5 tuổi hoặc lông ruột tái đi tái lại thì nên nghĩ đến đi tìm nguyên nhân thực thể. Những nguyên nhân thực thể của nó có thể thường là do túi thừa bé em nhưng cũng có thể là do polyp. Polyp cũng rất hay gặp bên cạnh còn một số nguyên nhân khác.
khảo sát cái công được và lưu ý chị là nó luôn sử dụng hai đôi giò mà nó cho mặt tôi tự dò ra thì phải khảo sát và mình thấy để chuẩn đoán công được phải tuân thủ hai mặt cắt và trên đường cách ngang là cái khô chạm anh chị có hình ảnh là cách xa hoàn bia và mặt cắt dọc hình ảnh sơ đồ cách ly và mặt sang cách xa hình ảnh của một cái khối lòng cắt ngang hình ảnh đặt cái sai hình vi luôn có ba lớp hết cái dày bên trong là do mặt nói mặt treo bị cuộn bên trong lớp cái cột kém cái bên là cái thành ruột của lòng bị lòng và lòng ruột bên ngoài cái vỏ bên ngoài là chứa khối lòng đây là tối thiểu và nhớ là đường kính của khối lòng này thường ở trên 25 nếu lơ lửng ở khoảng 18-20 coi chừng không phải lòng ruột và nếu chỉ có hình ảnh cắt ngang mà không có hình ảnh sơ đồ cách ly hình ảnh thì coi chừng nó không phải lòng ruột ví dụ như cái polyp bên trong có thể nó u có thành ruột nó cho là nó cắt cái xa đi không phải lòng ruột hay nói ngược lại để chuẩn đoán lòng ruột phải tu đủ hai mặt cắt đường cắt ngang hình ảnh cắt cái xa đủ ba lớp và hai cắt dọc hình ảnh sơ đồ cách ly với tiêu chuẩn đó anh chị sẽ thấy lòng ruột nó có một cái độ nhạy 98-100% và đạt hiệu quả rất cao. Khi chị thấy lòng ruột rồi, cái câu hỏi đặt ra là lòng ruột có biến chứng hay chưa? Dựa trên những dấu hiệu gì anh chị sẽ đánh giá tôi nó có bị cắt ruột hay không? Cái lòng ruột mà nó kèm cái một cái cắt khối ruột bên trên cái lòng nó giả, có dịch được cắt khối lòng, đây là một cái hiệu gợi ý lòng ruột có biến chứng cắt ruột rồi. Và khi chị đã bị cắt ruột, câu hỏi thứ hai nữa là có biến chứng nữa hay không? Có khả năng tháo lòng bằng hơi được không? Có khả năng tháo lòng? Thì dựa trên hai đặc điểm, dấu hiệu dày, ischemy của thành ruột khối lòng. Có dịch bên trong khối lòng nếu sự hiện diện dịch bên trong khối lòng tiêu lượng khả năng tháo khó và dịch nhiều mà có dịch có bụng nữa cắt ruột một phần mổ đi và anh chị nên đánh giá sự tưới máu của khối lòng để tiêu lượng khối lòng này phải cắt chứ đừng tháo thử bởi vì tháo rồi nó sẽ tụt nhạt sốc của trường cũng đồng anh chị thấy đứa trẻ chín tháng lớn trong mình cảnh có một cái hội chứng nôn ói qua sau phát hiện có hình ảnh cặp cái sai ba lớp dầu có lớp dịch các quay ruột bên trên có lòng nó giãn và có dịch giữa các quay ruột hình ảnh này gợi ý một cái lòng ruột có biến chứng cắt ruột lòng ruột do polyp cục polyp bên trong có cuốn chỉ là cục polyp bên trong hoặc là lòng ruột do túi thừa hay kem lòng ruột ở đứa trẻ rồi và lòng ruột thừa chẳng do túi thừa hay kem siêu âm phát hiện và đặt đứa trẻ đi mổ luôn. Cái túi thừa mắc kem đây là một bệnh cảnh của một đứa trẻ lớn đây là một cái bệnh túi thừa mắc kem 4% trong dân số bình thường cũng có và cũng khoảng 4% có biến chứng của túi thừa mắc kem nó có thể là cơ cọc nhiễm trùng và xuất huyết tiêu hóa trong biến chứng xuất huyết tiêu hóa của thuốc viên túi thừa mắc kem thì bệnh nhân lớn đến chị trong một bệnh cảnh xuất huyết tiêu hóa dưới thì có hai đặc điểm quan trọng chị lưu ý là ở bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa dưới thường số lần đi cũng nhiều nhưng đến anh chị trong bệnh cảnh thiếu máu đi xà ra một cái đứa trẻ thì thiếu máu hoặc là anh chị phải nghĩ đó đi tìm túi thừa mắc kem dùng mà nếu đi tìm sao thì cũng sử dụng đầu dò laser anh chị xác định cái vị trí ổ bụng quanh vô là sang phải một chút anh chị thấy một cái cấu trúc ống tiêu hóa có lớp nội niêm mạc dày bất thường nằm ở vùng tiêu hóa là sang phải hình ảnh này nó gợi ý một cái viên túi thừa mắc kem xuất huyết đứa trẻ này cũng vậy 14 tháng nhập viện cho bệnh cảnh tiêu máu thiếu máu cấp siêu âm phát hiện một cái cấu trúc ống tiêu hóa nằm ở vùng chân lốn lợn có phải một chút có tới dày và khi mà chúng tôi chỉ nói cái đồng cái viên túi thừa mắc kem xuất huyết thì giới ngoại khoa đường mổ và anh mổ và thấy là đây là túi thừa mắc kem bị viêm xuất huyết mà với đường mổ xác định chẩn đoán chính xác như vậy thì đứa trẻ chỉ cần một cái đường mổ rất nhỏ xíu đó và cắt bỏ túi thừa và kết quả là có cái biểu mô của dạ dày gặp chỗ dấu hiệu thứ tư đó là dịch tự do có thể nói là đây là những chuyện rất dễ thấy và rất dễ phát hiện nhưng cái quan trọng nhất là anh chị phải đánh giá đặc tính dịch nếu dịch nó có hồi dịch ổ bụng có hồi âm có thể có hồi âm có phim riêng thì thật là thường không phải là có vấn đề đó là mạch khoa đó và luôn luôn để ý cái vị trí dịch ổ bụng có hồi âm phải là cú trụ phải cẩn thận hoặc viêm ruột thừa viêm mạc ruột thừa một đứa trẻ xong có những đứa trẻ đôi khi nó đến trong bệnh cảnh của một cái dịch ổ bụng có hồi âm lượng vừa tới nhiều luôn
nhưng không có tiền căn kích luôn, nhưng mà siêu phát hiện ra có đôi khi nó bị kích luôn, đổ vỡ lắm, gì đi học không biết. Và cái điều quan trọng là anh chị phải luôn để ý những dấu hiệu kết hợp của nó, một cái tình trạng như ổ bụng mà có hồi âm hay không, và thứ hai là dấu hiệu kèm liệt ruột, dấu hiệu dày mặt nói hơi trong thành ruột, thì đây là những dấu hiệu gợi ý một cái viêm phúc mạc thứ phát. Tại vì viêm phúc mạc thứ phát nếu không mổ 100% chết, nhưng ngược lại nếu viêm phúc mạc tiên phát không mổ, chẩn đoán sai mổ chết 70%. Cho nên vì những đó là viêm phúc mạc thứ phát, nhắc lại lần nữa là hiện diện dịch ổ bụng dạng dịch có hồi âm, có hồi âm miệng, có viêm ri, tóc kem, có tình trạng liệt ruột hoặc có hiệu dày mạch nói, đây là những tín hiệu của một cái bụng ngoại khoa. Đứa trẻ đến trong bệnh cảnh bụng trước sốt, xong phát hiện vùng hốc trụ phải có dịch có hồi âm miệng, ở vùng hốc này hỗ trợ phải phát hiện có một dấu hiệu đặt cách sai bia đường kính khoảng 12 ly, có dây mạch máu xung quanh. Và với hình ảnh này, đứa trẻ 18 tháng được chẩn đoán đây là cái viêm phúc mạc khu chuối là bình thường. Hoặc đứa trẻ có 5 tháng rưỡi đến trong bệnh cảnh có một cái sỏi chứng nhiễm trùng, qua xem phát hiện có ổ tụ dịch, có hồi âm phía riêng ở đây, có dây mạch nói và chẩn đoán và thấy một cái cấu trúc gợi ý một cái lục thừa. Và chúng nó phải làm một cái áp xe lục thừa trẻ dục nhũ nhi. Nên chị thấy đứa trẻ dịch ổ mới 8 ngày tuổi, bụng trướng, siêu âm có dịch ổ bụng, có hồi âm, có hơi ở thành ruột. Anh chị các quay ruột giãn liệt ruột, hình ảnh của một cái dịch ổ bụng thành ruột dày, có hộp, có hơi tính mạch nữa, có liệt ruột, đây là lại của một cái viêm ruột bài tử thủng. Anh chị hơi thành ruột, hình ảnh nguyên môi tự thủng. Đứa trẻ đó trong bệnh cảnh của một cái hội chứng thắt ruột, dịch sinh riêu, siêu âm thấy có hơi tự do nhiều quá, hơi tự do, có dịch khu trú, có hơi tự do, có hơi tự do, có dịch. Hình ảnh của một cái viêm hút mà do thủng gần rộng, thủng ruột ở trẻ viêm ruột ngoại tử. Đứa trẻ này 18 tháng đến trong bệnh cảnh bụng trướng, đến trong bệnh cảnh bụng trướng, qua xem thấy có dịch ở hai lãnh đại tràng, dịch lãnh đại tràng, dịch có hồi âm, các bài ruột giãn liệt. Khi cô chú thì thấy ở vùng hố tụ phải có một cái cấu trúc ống tiêu hóa, có viên sỏi ở cổ, và chúng tôi nghĩ đây là một cái viêm phúc mạc toàn diện do viêm phúc thừa vỡ ở đứa trẻ 18 tháng tuổi đến trong bệnh cảnh của một cái bụng trướng. Gia đình học đứa trẻ chỉ thấy bụng trướng không có chịu, nó hơi quấy không yên thôi. Bệnh ngày thứ hai thì dấu hiệu ngạt ruột cũng quan trọng trong quá trình khảo sát. Khi chị thấy dấu hiệu ngạt ruột, dấu hiệu washing machine, dấu hiệu ngạt ruột, các quay ruột giãn, thì ở các em không có khẩu kính bao nhiêu là giãn. Cái quan trọng là dấu hiệu quay ruột giãn mà nó tròn, dấu hiệu washing machine, và cái quan trọng thứ hai là dấu hiệu chuyển tiếp. Nguồn chuyển tiếp rất gợi ý, và ruột giãn quay ruột giãn này đại càng lên nó xẹp, rất có giá trị trong gợi ý một cái tắc ruột. Khi một đứa trẻ thấy một bên giãn tròn có dấu hiệu washing machine, thứ hai là có vùng chuyển tiếp thì gợi ý tắc ruột. Và với những tiêu chuẩn đó thì siêu âm có độ dày mà 92% và đặc biệt 95% chống chuẩn đó tắc ruột, thì nguyên nhân của tắc ruột rất nhiều, có thể từ bên trong hoặc bên ngoài. Đứa trẻ này sau phẫu thuật u nang buồng trứng sơ sinh đến trong bệnh cảnh của một cái bụng trướng, quan sát thấy quay ruột giãn, quay ruột giãn và quá hẹp ở vùng thâm bụng có một cái cấu trúc ống tiêu hóa, và từ chứng đó đây là một cái tắc ruột do thoát vị thành bụng qua cái lỗ choca. Hoặc là đứa trẻ được phẫu thuật, sau phẫu thuật gì một cái u bất thường mạch máu không nửa đại tràng bên trái, sau phẫu thuật bụng trướng phát hiện siêu âm quay ruột giãn, có dịch quay ruột giãn cho, và quan trọng thứ hai là cái dấu hiệu nguyệt quân, và đây là một tắc ruột do một cái di dính ở vùng hỗ trợ bên trái. Anh chị đứa trẻ này cũng được gửi đến trong bệnh cảnh tắc ruột hội chứng nôn ói bụng trướng, qua xem cái tắc ruột có giãn là to nhưng đại tràng lên xẹp, và anh chị thấy ở vùng đây thấy có một cái cấu trúc dạng nang, vách ống tiêu hóa gì có hồi âm,
và các bài được giảng và được sạc lên tại tại chàng lên sạc. Cái hình ảnh của một cái tách ruột do nang ruột đôi cùng hội tràng gây biến chứng tách ruột. Nên chị thấy phần trình bày xin hết.